Em thì em thích tiếp người là lạnh lùng. Càng lạnh lùng thì mình càng muốn phải có được. Thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng. Em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn. 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường thôi. Là có 3 ngày là nằm mơ thấy thấy đám cưới. Là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn. Và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẵm một đứa con. Rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy? Cái ổng kêu con em mà sao em hỏi anh vậy? Ôi ôi. Thì mẹ mới kêu là giống như cái đó là một cái duyên. Duyên tiền kiếp đó. Đó. Duyên tiền kiếp. Dạ có em bé rồi, con gần 1 tuổi rồi. Đó là bao đó. Là có đúng như có thể giống như trong giấc chim bao không? Dạ đúng. Dạ đúng. Anh hỏi thêm nè. Em thấy cái hình ảnh mà lúc tâm bồng em bé là tất cả là ngay cả lúc đám cưới và ngay cả lúc bồng con là giống như hợp trong mơ luôn. Sau khi mà sau chuỗi lại câu chuyện rồi thì em nói ra gà thiệt. Thú rộn ra gà nè. Em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Đó. Em tên là Nguyễn Phúc Thành Tâm, thì năm nay em 23 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hiện tại hai vợ chồng em đang làm YouTube và kinh doanh thời trang. YouTube như là mảng gì em? Dạ mảng về gia đình và cuộc sống hàng ngày của chị. Vậy hả? Dạ. Dạ. Mời em. Em chào cô, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Em tên là Phạm Trường Nguyễn Minh Anh. Em năm nay 21 tuổi. Trời ơi, mình thấy chưa? 21 tuổi hả? 21 nhỏ xíu hả? Trời ạ. Ủa anh thấy hai em rất là quen nha. Có một cái đám cưới nó rất là nổi bật trên các trang mạng truyền thông đúng không? Dạ thì cách đây một năm. Một năm tôi có coi đó, mà tôi mới được đi dự đó. Mà cái tiệc cưới đó ta nói là rất là nhiều các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Khai thiệt đi, khai thiệt đi. Xuất xứ của cô là con của ai? Dạ con là con của ba Minh. Ba Minh. Ba Minh Nhựa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho anh Thuận nghe coi, hai đứa lần đầu tiên gặp nhau và có điều gì ấn tượng với cái người bạn mà đối diện với mình? Thì anh kể anh kể 5 năm trước đi. Dạ thì 5 năm trước anh kể chuyện 5 năm trước hả? 5 năm là ghê thật đó, mới 18 tuổi. Chàng trai 18, lúc đó là em chưa 18. Đúng vậy, không? Vậy lúc đó là em còn đi học giữa năm 11 và năm 12. Thì em có quen Minh Anh trên trời. Facebook thì hai đứa mới hẹn hò gặp nhau. Lúc đầu là gia đình cho, chỉ cho em đứng ở ngoài thôi. Ngoài hàng rào hả? Dạ, ở ngoài cửa, ở trước cửa nhà là có bảo vệ đứng canh luôn. Thôi rồi, sợ em làm gì xấu. Mà lúc đó em đi bằng gì nè? Dạ em đi xe máy chiếc cúp 50 bình thường á. Rồi sao? Dạ sau khoảng 1-2 tuần kiểu thấy em cũng hay qua lại với vậy. Đứng buổi tối ở ngoài thì cũng hơi nguy hiểm á. Nên bà nội của cho em mới cho em vô nhà là chỉ cho ngồi ở dưới thôi. Cứ như vậy là cứ quen 2 năm trời. Nhưng mà hỏi cho anh nè. Dạ. Em ấn tượng gì với bạn này mà là em lại đồng ý quen bạn này? Dạ lúc đó là qua Facebook thì nhìn bạn này kiểu như là khi mà mình nhìn cái mình muốn phải nói chuyện liền. Lúc mà nói chuyện thì cũng hơi lạnh lùng á. Mà em thì em thích tiếp người là lạnh lùng. Càng lạnh lùng thì mình càng muốn phải có được. Là lúc đó chị nói chuyện qua Facebook thôi. Dạ đúng rồi. Rồi xong đến cái hôm mà gặp mặt ở ngoài đời á, thì cái cái cảm xúc đó còn không? Dạ vẫn còn, giống như cái cảm xúc mà bây giờ khi mà mới gặp lại cũng vậy. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà anh muốn biết là cái lúc mà hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đó thì ảnh có toát ra cái vẻ lạnh lùng không? Dạ không, khi mà hai đứa đang quen nhau á là ngày nào là cũng gọi video với nhau hết á. Là gặp nhau mà thường xuyên tới mức mà tối á video để đi ngủ luôn. Mà cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Là chỉ có 2 năm. 2 năm. 2 năm trời mà ngủ video call với nhau luôn. Dạ đúng rồi. Sau 2 năm đó là được biết là Choi đi du học bên Mỹ thì chia tay 5 năm. Đúng 5 năm. Đúng 5 năm. Cái khoảng thời gian đó là lúc chuẩn bị hè là em chuẩn bị về thăm gia đình á. Thì em không biết một cái lý do nào mà em lại nằm mơ thấy ổng. Thì đó ông Tơ bà Nguyệt đưa đường dẫn lối đó. Em mà em nằm mơ đúng 10 ngày liên tục luôn. 7 ngày là nằm mơ thấy hai đứa đi chơi bình thường thôi. Là có 3 ngày là nằm mơ thấy đám cưới là em thấy rõ mặt của mẹ em ở trên sân khấu luôn. Và sau cái đám cưới là thấy là ông này ẵm một đứa con. Rồi xong rồi cái em hỏi là ủa con ai vậy? Cái ổng kêu con em mà sao em hỏi anh vậy? Ôi ôi. Nhưng mà không thấy được mặt đứa bé. Thì lúc đó là Choi mới kiếm em, nhắn tin cho em. Đó mới hai đứa mới nói chuyện xong rồi Choi mới kể là nằm mơ vậy đó. Mơ như vậy đó. Ừ. Nhưng mà lúc đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Cái lúc trong thời gian của mình là em không quen ai hết. Lúc mà Choi kiếm tính em á là lúc đó em đang độc thân luôn. May mắn như vậy. Bao lâu thì em mới dẫn Tâm á chính thức ra mắt gia đình của mình?
Không, là cái lúc em nhắn tin là mẹ biết, là mẹ biết là đang có tình yêu mới. Tại vì nhìn mặt vui lắm, lúc nào cũng nhắn tin hoài à. Cái mẹ mới hỏi là quen ai vậy? Cái em mới kể là Tâm. Con vẫn quen người đó à. Cái xong mẹ hỏi là biết em từ trước rồi. Ừ đó thì biết rồi. Cái mẹ mới thấy là hai đứa quen nhau chắc cũng mấy tháng á. Xong mẹ mới kêu là thôi chắc đi chơi chung đi. Thì hai có đứa có kể cho mẹ giấc mơ không? Dạ có. Mẹ thì mẹ mới kêu là giống như cái đó là một cái duyên. Duyên tiền kiếp đó. Đó. Duyên tiền kiếp. Bạn này chắc hồi kiếp trước đó đi mua nhựa. Quá nhiều rồi. Mất nợ, mất nợ, kiếp này trả. Kiếp này phải trả nợ kiếp cho gia đình. Phải trả cái tiền nhựa đó. Chắc chắn luôn rồi. Dễ thương quá. Rồi hai em như lần là... đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mà kiểu mà có một câu chuyện mà lạ lùng sủng vậy luôn á. Dạ. Nghĩa là bao 5 năm gặp lại. Chắc chắn là anh Tâm này trước khi cưới em chắc phải là cũng phải ngọt ngào, rất là lãng mạn. Dạ em là cái con người mà không, nhạt nhẽo không, lắm. Không có thể hiện được cái tình cảm á, giống như là mình chỉ vẫn cái lạnh lùng vậy đó. Dạ, ủa vậy thì để đi đến cái chuyện hôn nhân thì nó như thế nào? Là em lúc nào cũng nếu không cưới là thôi á nha, là đi lại có người khác cưới đó. Ngỏ lời, vậy hả? Em là người ngỏ lời chứ không phải là ổng. Là đã chụp hình cưới rồi mà tại sao không thấy cầu hôn thế nào hết trơn. Cứ ngồi buồn bực nhưng ở trong người hoài. Là em và ekip là đã chuẩn bị trước rồi. Vậy hả? Trước cái ngày đó là phàn nàn em dữ lắm. Nhưng mà ông nội em á, hoặc là bà nội em á, có một cái điều kiện gì với cái chàng rể này hay không? Chàng cháu rể này. Dạ có, một cái điều kiện là có chịu ở rể không? Tại vì là bên gia đình Tâm cũng có nhà, chứ mà không có nhà là đáng ra em phải làm dâu. Nhưng mà ông nào hỏi là có chịu làm rể hay không. Tại vì làm rể là người ta sẽ nhìn và người ta bàn tán và nói ra nói vô rất là nhiều. Thì Tâm lại đồng ý. Thì tại vì ông nội kêu là nếu mà đồng ý thì mới cho cưới, còn không thì không cho cưới. Ôi. Lấy nhau được năm rồi phải không? Dạ. Ừ. Có tin vui, vui chưa? Không? Dạ. Có em bé kia chưa? Dạ, có em bé rồi, con gần 1 tuổi rồi. Ồ, nằm bao đó. Là có đúng như, có thấy giống như trong giấc chim bao không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Anh hỏi thêm nè, em thấy cái hình ảnh mà lúc Tâm bồng em bé đó là tất cả là ngay cả lúc đám cưới và ngay cả lúc bồng con là giống y hệt trong mơ luôn á. Sau khi mà sâu chuỗi lại câu chuyện rồi, đó, sẽ đoạn da gà thiệt. Tôi đoạn da gà nè. Đó, quay lại cái câu chuyện chính của chương trình. Là sau khi đám cưới về, cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó là cái gì? Cho em trước đó. Thì em nói trước là trước khi mà cô em đi, trước khi mà cô em đây là nhẹ nhàng tình cảm. Còn bây giờ cưới về là giống như là bị chết rồi, mình suy nghĩ chết rồi, mình dính bẫy rồi. Dính bẫy luôn đúng không? Làm sao nè, bố hay la em lắm hả? Dạ la thì la đúng, nhưng mà vô đố lên á, kiểu như là hả, dạ sao đó, nhiều đứa có đôi lúc thì hay trẻ con, nhưng mà cái đó em thấy rất là dễ thương. Cái đó không được gọi là tật xấu, nhưng dễ thương. Có gì nữa nè? Rất là thích màu hồng với lại hoạt hình á, giống như là ví dụ trang trí hay gì là ý kiến chung này, còn này là cái ra giường á là màu hồng luôn. Là em có nghĩa là mặc định luôn. Gia trưởng tự làm theo ý mình, áp mặt chồng đúng không? Không cần phải hỏi ý kiến mua về chồng. mua về rồi là mới nói là anh ơi em mua đây đồng phòng. Bây giờ tới choi đó. Cái lúc mà nói chuyện á là mình cần ổng trả lời, nhưng mà ổng không có trả lời thì đó là lý do sao mà làm lớn chuyện lên. Ổng cứ kiểu im thì ổng cứ nhìn chỗ khác, còn không thì ổng bấm điện thoại, thì mình cảm giác là mình không có được tôn trọng gì hết trơn á. Ổng cũng không có lãng mạn nữa. Cái đó là thật xấu đó. Ảnh là có mua hoa, là có làm bất ngờ hết, nhưng mà mọi hành động của ổng là em đều đoán được hết. Cái hôm sinh nhật em là hôm tháng 6, nhưng mà ổng chở em đi học, cái xong cái lúc mà em bước vô trường á, cái em quay lại thì nghe chợt chờ em quay lại, cái em thấy ổng đang cầm cái camera, ổng quay lại cái hình ảnh em đi. Cái em nghĩ rồi cái này cầm camera là phải làm cái gì mới cầm camera, giống như những cái hình cái hành động của ổng nó bất cẩn quá. Tại vì là youtuber mà, đây là youtuber mà, thành đó là đoán biết liền. Tóm lại đây không phải là tật xấu, đây là tật đáng yêu. Cứ nói. Cái quần ngủ của ổng là ổng mặc 2 ngày 3 ngày liên tục luôn, ổng không đổi. Cái em kêu là tại sao anh không đổi, em mua quần ngủ cho anh rất là nhiều mà sao anh không đổi. Ổng kêu là tại cái quần này nó mát, nó chứ anh cũng đâu có mặc ra ngoài đâu, nhưng mà là dơ em không có chịu được. Ở dơ trên giường. Tiếp tục. Ăn uống là giống như là ví dụ ổng ăn cái đó hoài là ổng sẽ bị ngán, mặc dù là ngày nào ổng phải ăn cơm hết. Ngày nào ăn cơm, em không muốn tập trong cái tính là ăn phở, em không thích. Ăn cơm nhưng mà có bao giờ là thèm phở không? Ngày nào cũng đòi hết á. Đòi ăn mấy cái đồ nước kiểu như là kêu là ăn ngán là... cơm quá rồi. Đó, thì là nhơi rồi khó tính, kén chọn nữa. Đó.
khó khó tính trong ăn uống. Rồi nhiều khi ngồi ăn á, ngồi ổng kiểu em không thích được cái tật mà chép miệng. Nhai nhép nhép á, phải không? Nhép nhép đúng không? Cái đó phải bỏ. Ví dụ mà có nhiều người quá thì đừng có ở, nó kỳ lắm, em không có chịu được. Nhiều khi đang ăn cái ở mà nó ở liền, em nghĩ là thoải mái ở nhà thôi, nó đã lắm em. Thoải mái ở nhà nhưng mà chịu, em đang ăn ngon cái ổng ở cái hết ngon rồi để đồ ăn xuống. Rồi anh hỏi này, trong cái việc mà chăm con á thì tâm như thế nào? Không, cái đó là không có nói tật xấu được luôn. Ổng chăm con là số 1 luôn. Quá tốt. Rồi bây giờ nè, nhân đây chị muốn bạn Tâm này thay đổi điều gì? Không có lạnh lùng, không có mặc lại quần ngủ, không mặc lại quần ngủ phải thay đổi. Không được ở, không được ở, không được chép miệng. Nó nghĩa là anh có bao nhiêu tật xấu thay đổi hết đúng không? Dạ. Rồi tới Tâm đó. Tâm, đây là những lời mà anh muốn em thay đổi, là kiểu nhẹ nhàng hơn. Mình chọn cái cách giải quyết nhẹ nhàng đơn giản thì nó sẽ giải quyết được nhanh. Em chọn cách mà khó chịu vì la thì nó sẽ cứ tồn động trong cái tâm trí của anh hoài luôn. Đúng rồi. Cái điều mà sở dĩ bạn này bạn im lặng á là bởi vì bạn không có thích cái kiểu mà em phải la làng lên. Cho nên thay vì ảnh cũng la lại nhưng mà ảnh sẽ chọn cách im lặng. Nhưng mà im lặng cho qua. Nhưng mà đối với Choi là em im lặng là em không tôn trọng. Còn cái lúc mà em nói á thì kêu sao anh nói nhiều quá vậy. Em nói cho cãi cặn. Còn thêm muốn thay đổi gì nữa không Tâm? Dạ không. Nè, nói nhiều thứ nè, nói giống như là một người đi trước để nói cho hai đứa ha. Tâm Tâm phải hiểu rằng á, Joy là một cô bé, là một người mẹ khi mà còn quá trẻ như vậy. Thì cái điều mà bạn đóng lên á là sao? Thứ nhất là vì tuổi tác. Giống như là sống vẫn là con nít mà. Bắt đầu người phụ nữ bắt đầu trưởng thành từ 25 trở lên, thành ra là những cái đóng đó theo chị thì Tâm đừng có để cho nó lắng lại. Thì em sẽ bị tổn thương. Em cứ cho như đây là cái bản năng á. Bản năng của một cô bé đúng lứa tuổi luôn. Nó là bình thường. Chứ nó không phải là hàm ý một cái điều gì để cho mình bị tổn thương cả. Còn ngược lại về phía Tâm, thì Tâm là một người lại tương đối là chững chạc so với lứa tuổi. Tâm là 23 đúng không? Nhưng thực ra cái suy nghĩ của Tâm là phải là 27-28. Tức là của một người đàn ông đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ. Và người đàn ông này là người đàn ông hướng nội chứ không hướng ngoại, sống rất là nội tâm, thành ra là hay bị suy nghĩ. Vì yêu Joy, hiểu không? Yêu Joy mà bỏ qua rất nhiều thứ. Nhưng mà như bạn nói là mọi thứ nó cứ lắng lại, nó đọng lại, và bạn sẽ rất là buồn. Thì khi mà bạn buồn á, bạn không nói ra được á, thì bạn sẽ có những cái biểu hiện từ từ nó sẽ bị tiêu cực với chính bản thân mình, với tất cả mọi thứ xung quanh. Trong một năm này mà hai đứa còn vui vẻ, còn lên đây về là hai đứa quá hay. Tại vì thường một năm đầu trong đám cưới á, mà nhất là với một cái hoàn cảnh nó như vậy á, thì tụi cưng rất dễ bị xung đột, rất dễ bị break, tức là đổ vỡ. Em là phải gọi là chú ý đến cảm xúc của đối phương. Còn em thì phải mở ra. Em phải nhớ đây, bạn này là bạn làm tất cả mọi thứ không có hàm ý gì cả. Để chi? Để giữ được cái tình cảm này. Bởi vì thực sự với cái mối tình của tụi em á, nó là duyên tiền định rồi. Ông trời cũng đặt để tụi em phải đi bên cạnh nhau rồi. Và đặc biệt là phải yêu nhau nhiều hơn và để cùng chăm lo cho đứa con của mình. Nghe. Rồi, xin cảm ơn con gái nữa đó. Chừng nào mà em mơ nữa nhớ báo anh nghe. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.